Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự thứ hai ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023. Bế mạc lễ hội mùa hoa ban năm 2023. Phát huy giá trị tỏi Yên Châu. Cầu treo dân sinh Bản Tậu nối dài con chữ. Sau đây là những nội dung chi tiết. Từ tháng 12 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch đầu tư công năm 2023 cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương để triển khai thực hiện. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 30 bộ, cơ quan trung ương và 55 địa phương chưa phân bổ chi tiết hết kế hoạch vốn đầu tư năm 2023, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân của các dự án. Để đảm bảo việc phân bổ vốn kịp thời nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân ngay từ những tháng đầu năm, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện số 123 năm 2023 chỉ đạo khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã được giao theo đúng quy định, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, tuân thủ các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công, các nghị quyết của Quốc hội, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và quy định pháp luật có liên quan. Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt đầu tư các dự án khởi công mới sử dụng vốn đầu tư năm 2023 để sớm hoàn thành việc giao kế hoạch vốn. Việc bố trí kế hoạch vốn cho các nhiệm vụ, dự án phải bảo đảm phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân, thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn linh hoạt, kịp thời giữa các dự án, từ dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn và khả năng giải ngân cao theo quy định, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, chủ động thường xuyên theo dõi, kiểm tra đánh giá tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023, kịp thời kiến nghị phương án xử lý đối với số vốn chậm phân bổ theo quy định nhằm thúc đẩy giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Sau 2 ngày diễn ra với chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đặc sắc, tối ngày 12 tháng 3 tại quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La đã tổ chức bế mạc lễ hội hoa ban thành phố Sơn La năm 2023. Dự lễ bế mạc có đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Sơn La và đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh. Tại lễ bế mạc đã tái hiện hoạt cảnh Hội Hạn Cuống là một nét văn hóa đặc sắc của người Thái, thường được tổ chức vào mỗi độ hoa ban nở trắng đất trời Tây Bắc. Hạn Cuống không chỉ là nơi giao duyên mà còn ẩn chứa nhiều giá trị tinh thần to lớn trong đời sống, tình cảm, là hoạt động văn hóa dân gian, tinh hoa độc đáo của đồng bào dân tộc Thái đang được thành phố Sơn La phục dựng, bảo tồn và phát triển. Lễ hội Hoa ban thành phố Sơn La năm 2023 khép lại với nhiều dấu ấn tốt đẹp. Phần nghi lễ thực hiện với các nghi thức trang trọng, phù hợp với phong tục truyền thống và mang ý nghĩa tuyên truyền giáo dục cao. Phần hội được triển khai sinh động, đa dạng với nhiều nội dung như thi trại văn hóa, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương, thi người đẹp hoa ban trình diễn trang phục dân tộc, thi thêu khăn piêu, thi ẩm thực, các môn thi thể thao, trò chơi dân gian. Mỗi nội dung thi đều mang những nét văn hóa độc đáo, thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách tới tham dự. Lễ hội hoa ban là sự kiện văn hóa tiêu biểu, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Sơn La giàu bản sắc, thân thiện, mến khách đến với bạn bè du khách. Kết thúc lễ hội, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các nội dung thi và giải nhất toàn đoàn được trao cho đội thi đến từ phường Triềng Cơi. Sau lễ bế mạc, nhân dân và du khách cùng tay trong tay hòa chung vòng xòe đoàn kết chúc mừng thành công của lễ hội mùa hoa ban năm 2023. Để rồi tất cả cùng hẹn gặp lại ở mùa lễ hội của năm tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới mục tiêu chuyển đổi số, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành nghị quyết số 17 về việc chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó tập trung triển khai nhiều nhóm giải pháp trong chuyển đổi số, hoàn thiện xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Phấn đấu đến năm 2025, xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Sơn La thuộc nhóm khá của các tỉnh miền núi phía Bắc, thúc đẩy quá trình phát triển dịch vụ đô thị thông minh và xã hội số của tỉnh theo hướng bền vững. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La đã có cuộc phỏng vấn ông Phạm Quốc Trinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La về chuyển đổi số của tỉnh Sơn La năm 2023.
Trước tiên, xin được cảm ơn ông Phạm Quốc Trinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã đồng ý trả lời phỏng vấn. Xin ông hãy cho biết những nhiệm vụ trọng tâm của chuyển đổi số tỉnh Sơn La trong năm 2023 là gì? Thì trong năm 2023, chúng ta cũng sẽ tập trung vào những cái nhiệm vụ rất trọng tâm của chuyển đổi số. Đó là về nhận thức, đó là về thể chế, đó là về hạ tầng, đó là về dữ liệu, về nhân lực và an toàn thông tin. Tất cả những cái nhiệm vụ đó sẽ phục vụ cho để đẩy mạnh ba cái trụ cột của chuyển đổi số, đó là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đó là phải tập trung triển khai đầy đủ toàn diện các thủ tục hành chính trên môi trường mạng, làm sao để tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện giải quyết thủ tục hành chính mọi lúc, mọi nơi. Theo ông, để đảm bảo chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh thì hạ tầng công nghệ đã được chuẩn bị như thế nào? Trên địa bàn tỉnh Sơn La trong những năm qua thì đã có sự đẩy mạnh cái nền tảng số. Cái thứ hai đó là các cái hạ tầng, và cũng đã có trên 30% hộ gia đình đã được sử dụng các cái đường truyền băng rộng để khai thác các cái ứng dụng trong cái hệ ứng dụng số, ví dụ như truyền hình, ví dụ như internet, vân vân. Về đối với người dân thì với cái mục tiêu chúng ta hiện nay đang nói về câu chuyện người dân phải có điện thoại thông minh để khai thác các nền tảng số, thì hiện nay là Sơn La chúng ta đã có trên 50% người dân đã có điện thoại thông minh. Đây cũng là cái điều mà cơ bản về công cụ, để có cái công cụ phương tiện cho người dân khai thác các nền tảng số. Theo ông, những vấn đề đặt ra hiện nay của chuyển đổi số tỉnh Sơn La là gì ạ? Trong năm 2023, một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là việc tăng cường, đẩy mạnh công tác kiểm tra, hướng dẫn đôn đốc, kể cả việc kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện của chính quyền các cấp, kiểm tra việc nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho người dân và doanh nghiệp. Và để làm được việc đó thì một trong những giải pháp trong năm 2023 là chúng ta sẽ ngoài cái việc các cơ quan báo chí, các cơ quan thông tin đại chúng vào cuộc, tăng cường cái thời lượng tuyên truyền qua hệ thống thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, thì cũng cần phải tổ chức các cái hội thi, tạo điều kiện cho người dân, đặc biệt là cán bộ công chức viên chức, tham gia tìm hiểu để tự mình tìm hiểu, tự mình nghiên cứu để nâng cao được cái năng lực và nhận thức về chuyển đổi số. Một lần nữa xin được cảm ơn ông. Ủy ban Nhân dân huyện Mộc Châu đã phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức lớp tập huấn xử lý hành chính về trật tự xây dựng và đất đai cho cán bộ chuyên trách và không chuyên trách trên địa bàn huyện. Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị định số 16/2022 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng và các quy định liên quan đến quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Đây là những nội dung cơ bản chuyên sâu và mới nhất trong lĩnh vực đất đai, nhằm trang bị kiến thức cho đội ngũ làm công tác xử lý vi phạm hành chính về đất đai tại các địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mộc Châu đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, tiếp thu các nội dung được truyền đạt, đồng thời tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong xử lý các vụ việc liên quan đến đất đai, trật tự xây dựng, chủ động đưa ra những đề xuất, kiến nghị, giải pháp để giải quyết những vướng mắc trong thực tế công tác xử lý vi phạm hành chính về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. Những năm gần đây, tỏi Yên Châu đã xây dựng khẳng định thương hiệu, trở thành đặc sản của địa phương, là cây trồng chính vào vụ đông và mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho bà con nông dân. Vụ đông xuân năm 2022-2023, nông dân huyện Yên Châu trồng trên 150 ha tỏi, năng suất trung bình đạt 20-25 tấn củ tươi một ha.
Do sự khác biệt về thổ nhưỡng và kinh nghiệm canh tác của nông dân, nên tỏi Yên Châu có hương vị đặc biệt, củ có màu hơi tía, chắc, thơm nồng, để được lâu nên rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Đến mùa thu hoạch, tỏi được thương lái đến tận nơi thu mua mang đi tiêu thụ ở trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, tỏi còn được bày bán ngay cạnh quốc lộ 6, tiện cho người dân mua và làm quà. Hiện nay, giá bán tỏi tươi nhiều nhánh ngay sau khi thu hoạch tại ruộng dao động từ 10.000 đến 15.000 đồng 1 kg. Tỏi khô giá 25.000 đến 45.000 đồng 1 kg. Đối với tỏi cô đơn có giá 150.000 đến 250.000 đồng 1 kg. Với giá bán như vậy, cây tỏi đã mang lại thu nhập không nhỏ cho người dân. Bên cạnh việc xuất bán tỏi tươi, khô, nhiều hợp tác xã trên địa bàn huyện Yên Châu còn nhập tỏi về làm nguyên liệu sản xuất tỏi đen, chế biến thành các sản phẩm tỏi ngâm mật ong, rượu tỏi, góp phần tăng thêm giá trị cho cây tỏi. Hưởng lợi từ chương trình Cầu nối yêu thương do Công ty Cổ phần Nhựa Tiền Phong triển khai, cầu treo dân sinh bắc qua suối Bản Tậu, xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai đưa vào sử dụng 4 năm nay đã phát huy hiệu quả. Chiếc cầu treo kiên cố này đang góp phần từng bước thay đổi cuộc sống của bà con nơi đây và tiếp tục giúp các em học sinh nối dài con chữ. Bản Tậu, xã Pá Ma Pha Khinh từng là bản nghèo nhất của xã với tỷ lệ hộ nghèo chiếm 32%. Bản không có cầu bắc qua suối và chưa có điện thắp sáng. Thế nhưng đấy chỉ là câu chuyện của quá khứ, là câu chuyện của những ngày khi chưa có cầu Bản Tậu hình thành. Cây cầu này là cây cầu chính của bà con đi qua để giao lưu trao đổi hàng hóa, vào khu sản xuất và đặc biệt là giúp các em học sinh điểm trường tiểu học Bản Tậu đi học. Lúc trước khi chưa có cây cầu thì chúng con phải nghỉ học ở nhà vì không qua suối được. Vì lũ rất to, chúng em phải nghỉ học ở nhà và khi nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân cho xây cây cầu đó, chúng em đi học tốt hơn và đều hơn, giỏi hơn ạ. Lúc chưa có cầu, cháu rất là sợ bởi vì cháu sợ ướt hết quần áo, sợ ngã, rồi sợ trôi đi cùng nước. Bây giờ có cầu, cháu đi học dễ dàng hơn. Con rất là vui vì được qua cầu này, vừa có điện này để học bài. Với tính chất cấp thiết, cây cầu Bản Tậu đã được Công ty Cổ phần Nhựa Tiền Phong khởi công xây dựng vào tháng 9 năm 2018. Đến tháng 3 năm 2019 hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng với chiều dài 50m, rộng 1,5m và tải trọng 0,5 tấn. Cùng với đó, Điện lưới Quốc gia cũng về với bản, giúp đời sống của bà con thay đổi rõ rệt. Các em học sinh không phải nghỉ học mùa mưa lũ, các em đi học đều hơn, không còn bỏ học giữa chừng. Các em ở đây thì ngày trước rất vất vả, tuy nhiên là được hỗ trợ về cây cầu nối hai bên đường, bờ suối này kia, hai bên kia thì các em được đi học đều này, đi học tốt này, tiếp xúc nhiều kiến thức mới và mở ra tương lai cho các em là sáng hơn. Nhiều em là cũng học tốt hơn, cũng là niềm hy vọng của thầy cô ở vùng sâu vùng xa. Sau 4 năm đi vào hoạt động, cầu treo Bản Tậu đã giúp cho việc đi lại của bà con dễ dàng thuận lợi hơn. Việc tăng gia sản xuất cũng vì vậy mà được nâng cao, chất lượng cuộc sống của bà con phần nào đã thay đổi. Sau 1 năm có cầu, có điện, năm 2020, Bản Tậu được công nhận bản văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo của bản giảm xuống còn 6,69%. Tỷ lệ hộ cận nghèo còn 14,2%. Khai cả vương em thảo cơ. Có cầu rất thuận lợi, sướng lắm, không cần đi qua suối nữa. Có cầu có điện rất là sướng, gia đình tôi mua được máy tuốt, có cầu rồi rất thuận lợi cho bà con. Khi cầu treo dân sinh được đưa vào sử dụng đã góp phần đảm bảo an toàn giao thông nông thôn và góp phần tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ngày 12 tháng 3, Thành đoàn Sơn La tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, nghị quyết đại hội đoàn tỉnh Sơn La lần thứ 13, nghị quyết đại hội đoàn thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2022-2027 và phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết đại hội đoàn các cấp. Gần 400 cán bộ đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã được quán triệt một số chuyên đề trọng tâm như công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tuyên truyền giáo dục của đoàn và phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, tổ chức các phong trào hành động cách mạng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các chương trình đồng hành cùng với thanh niên, công tác phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, bảo vệ chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng, công tác tổ chức xây dựng đoàn, công tác quốc tế thanh niên.
đoàn tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị, công tác tham mưu, phối hợp chỉ đạo. Đây là dịp để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chức đoàn các cấp và cán bộ đoàn viên thanh niên trong triển khai thực hiện nghị quyết của đoàn các cấp, tạo khí thế, động lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2023 và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023. Ngày 12 tháng 3, huyện đoàn Mộc Châu đã tổ chức chương trình Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới và hành trình tháng 3 biên giới tại xã Triềng Khừa, huyện Mộc Châu. Tại chương trình, đại diện đoàn viên công an huyện Mộc Châu đã tuyên truyền luật phòng chống ma túy, luật giao thông đường bộ, giúp đoàn viên thanh niên và nhân dân xã Triềng Khừa hiểu thêm về tác hại, hậu quả của các loại chất gây nghiện, hệ lụy của vấn nạn ma túy, kỹ năng tham gia giao thông, các hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông. Các hộ dân tham gia chương trình cũng đã ký cam kết xây dựng khu dân cư không có thanh thiếu nhi mắc tệ nạn xã hội. Đặc biệt, để người dân thuận tiện hơn khi thực hiện các giao dịch hành chính công, công an huyện cũng hướng dẫn chi tiết để nhân dân cài đặt tài khoản định danh điện tử mức độ 1. Huyện đoàn Mộc Châu cũng phát động phong trào Thanh niên Mộc Châu chung tay xây dựng khu dân cư điện tử nhằm phát huy tinh thần xung kích sáng tạo của tuổi trẻ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ và học tập, đẩy mạnh nghiên cứu, có nhiều giải pháp sáng tạo và là lực lượng nòng cốt đi đầu trong việc chuyển đổi số tại cơ quan đơn vị địa phương. Tại chương trình Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới và hành trình tháng 3 biên giới cũng đã khánh thành công trình hàng cây thanh niên trồng hoa ban dọc tuyến đường chính của xã Triềng Khừa. Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2023 và chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023, Chi đoàn Bệnh viện Nội tiết Sơn La đã ra quân hưởng ứng hoạt động bảo vệ môi trường ngày Chủ nhật xanh. Các đoàn viên Chi đoàn Bệnh viện Nội tiết Sơn La đã tham gia vệ sinh môi trường, quét dọn khuôn viên bệnh viện và chăm sóc cây xanh. Đây là hoạt động được Chi đoàn Bệnh viện Nội tiết Sơn La duy trì thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức, hành vi trong bảo vệ môi trường, giữ gìn mỹ quan bệnh viện, góp phần thực hiện có hiệu quả xây dựng bệnh viện xanh, sạch, đẹp và an toàn, đảm bảo cơ sở y tế thân thiện môi trường, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và sức khỏe cộng đồng, tạo phong trào hoạt động sôi nổi, rộng khắp trong mỗi đoàn viên trong bảo vệ môi trường bệnh viện thân thiện, lành mạnh. Trạm y tế là nơi gần dân nhất, được xem là những người gác cổng trong hệ thống y tế. Do đó, trong những năm qua, ngành y tế huyện Sông Mã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chú trọng hướng về cơ sở, từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Hiện nay, huyện Sông Mã có 19 trạm y tế xã thị trấn với gần 130 y bác sĩ, 410 nhân viên y tế bản, có 18 trên 19 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, 100% số trạm y tế xã có đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và thực hiện được từ 70% trở lên danh mục dịch vụ kỹ thuật thuộc tuyến xã. Xã Triềng Khừa cũng đã được công nhận y tế đạt chuẩn quốc gia từ năm 2017, thế và cũng đã được công nhận, tức là năm 2022, tức là xã đạt chuẩn đi về y tế, thế và đội ngũ cán bộ thì cũng đã dần dần được đáp ứng, tức là nâng cao trình độ, rồi bổ sung nguồn lực nhân lực để đảm bảo, tức là thực hiện các cái nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Y tế cơ sở là tuyến y tế gần dân nhất, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Bên cạnh những khó khăn thách thức thì tuyến y tế cơ sở của huyện vùng biên Sông Mã đã và đang phát huy tốt vai trò và nhiệm vụ của mình, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh cho người dân và phòng chống các loại dịch bệnh. Chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.